Xin chào các bạn, trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái đây là kìm phổ thông được dùng trong mọi ngành nghề sửa chữa, có model là 115-1321 của hãng Kaetun. Đây là dòng cán cầm cổ điển cái cán cầm này được bọc một lớp nhựa PVC cách nhiệt rất là tốt. Về vật liệu thì được làm bằng thép hợp kim, bề mặt phủ chrome sáng bóng. Kìm này có chức năng là cắt, giữ, kẹp, tuốt thì đều được. Và phi cắt của nó là 1.6mm. Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 5748. Kìm này là kìm rất là phổ thông và thông dụng rồi. Và có rất là nhiều video mà mình đã làm trước đó, nhưng khác nhau chỉ khác nhau ở phần chuôi cầm. Đây là phần chuôi cầm cổ điển. Kìm này đang về hàng đợt mới rất là nhiều và có sẵn tại kho. Để biết thêm giá cũng như là kích thước của từng size loại kìm thì các bạn truy cập vào website unitool.vn hoặc gọi điện đến hotline 0961 172212 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.